What's up? Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của BossGear. Đã lâu lắm rồi thì mình chưa có đi review một em chuột gaming nào. Thì nhân dịp hôm nay mình có về một mẫu chuột mới và con chuột này khá là thú vị. Tại vì thực ra chuột thì có ít cái để mình review lắm. Riêng con này thì mình thấy nó khá là hay cho nên hôm nay mình sẽ cùng mở hộp và review sơ qua cho anh em về con chuột này nhé. Ok, let's go. Đầu tiên về cái cách đóng hộp thì các bạn có thể thấy nó khá là màu mè, cái in hình con chuột ở đây. Đó, hoa văn các kiểu, rồi các cái thông số của em chuột. Nhìn sơ qua thì chúng ta có thể thấy ra được là cái này nó có một số cái thông số đáng chú ý. Ví dụ như là có cái DPI lên tới 12.800, LED RGB có độ bền là 20 triệu lượt nhấn, rồi LED RGB có phần mềm vân vân và vân vân. Đó. Cái hình hài thì mình cũng khá là ấn tượng vì cái vỏ hộp của nó in cái hình con chuột rất là đẹp. Con này đóng hộp thì cũng đơn giản thôi. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy có một cái lớp mút rất là dày để bảo vệ con chuột ở giữa. Ở trong này chúng ta sẽ có thêm một cái cuốn hướng dẫn sử dụng nữa. Đây, em chuột thì nằm giữa. Con chuột này là chuột dùng dây nha các bạn. Phiên bản mình đang cầm trên tay đây là phiên bản màu vàng. Màu vàng này kiểu màu vàng tươi, nhìn rất là bắt mắt luôn. Nó kết hợp giữa màu đen với màu xám nữa, nhìn rất là đẹp. Đó, thiết kế cực kỳ hầm hố. Ok, ngoài ra thì con này nó còn hai phiên bản nữa, tí thì mình sẽ cho các bạn xem. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy con chuột này nó có rất là nhiều chi tiết và thiết kế cũng cực kỳ là hầm hố. Chúng ta sẽ có rất là nhiều nút ở đây. Này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10. Chúng ta sẽ có tất cả là 10 nút ở phía trên này rồi. Ở phía dưới đáy thì chúng ta sẽ có thêm một cái cần gạt để tăng tắt hoặc là bật LED, cũng như là có thể một cái nút để mình có thể chuyển đổi giữa cái chế độ gaming về chế độ thường. Đây. Và các bạn thấy là cái feed của nó cũng rất là to, có 3 cái feed lớn. Ở giữa thì chúng ta sẽ có cái cảm biến quang học. Con này thì cảm biến của nó cũng khá là ok, trải dài từ 200 dpi cho đến 12.800. Về cái thiết kế thì các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ hơi rườm rà một xíu và có rất là nhiều nút. Nếu như các bạn băn khoăn là mình có dễ bị ấn nhầm sang hai mấy cái nút này không thì thực sự là không nhé. Và cái thiết kế của nó khá là hay ở một chỗ là cái hai cái nút trái và phải sẽ không có liền với lại cái thân mà nó sẽ tách rời ra và nó sẽ phẳng. Đấy, hai phần này của nó sẽ phẳng nha. Và cái mu ở trên này thì nó sẽ được nhô cao lên. Vì cái cảm giác trên đây thì mình mới đầu mình cũng sẽ hơi e ngại một xíu là không biết là mình cầm vào thì nó có sẽ bị cấn như những cái nó có sẽ có gượng không, so với những cái con chuột mà nó có cái thiết kế kiểu vòm như này luôn. Đó. Thì không, khi mình cầm lên thì nó cực kỳ là dễ dàng luôn. Mình không hiểu vì sao người ta lại nghĩ là một cái thiết kế khá là hay như thế này. Và chúng ta sẽ có thể cong cái ngón tay lại và ấn hai cái nút này cũng thao tác cực kỳ nhanh và nó cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đến hai cái nút này luôn nhé, hai nút trái phải luôn, cho nên rất là tiện. Những cái nút này thì chúng ta cũng có thể macro thoải mái luôn. Đấy, kể cả những cái nút giữa này, đó trái phải, hai nút thêm này và cả cái nút lăn gì nữa. Đấy, chúng ta có thể macro được và có thể tùy chỉnh thành bất kỳ cái nút nào mà mình thích ở trên bàn phím. Còn một cái điểm đặc biệt nữa về cái thiết kế là chúng ta sẽ có hai cái miếng dài ra ở đây, ở hai bên luôn nhé. Mới đầu thì mình cứ tưởng là nó sẽ thiết kế cho đẹp thôi, cũng nhìn cũng hơi thừa thãi. Tuy nhiên khi mình cầm tay vào thì ngón cái của mình sẽ được để lên trên này thì nó có một cái điểm tựa nghỉ khá là hay. Chúng ta sẽ không phải chà ngón tay cái này phía dưới pad chuột. Cũng giống như là cái ngón tay này đây, đây ngón tay này. Khi mình cầm lên thì cái ngón tay này nó cũng để ngay đúng cái vị trí mà cái miếng này nó nhô ra. Thì khi mình cầm như vậy có cảm giác tay nó không có bị chà vào trong cái pad chuột. Đó, như thế này. Cực kỳ là dễ dàng luôn. Và mình có cảm giác con chuột này sử dụng cho những cái bạn nào mà không phải để chơi game FPS nhé, mà chỉ để chơi những cái game mà có yêu cầu là phải di chuột nhiều. Và đồng thời là cũng không có nhấc chuột lên nhiều á. Tại vì cái con này nó cũng khá là nặng, cho nên là khi các bạn nhấc lên nó cũng sẽ hơi mỏi tay một xíu. Tuy nhiên nếu mà các bạn sử dụng di chuột liên tục như thế này thì cái cảm giác nó rất là thoải mái luôn. và cũng không có bị cà tay vào trong bát chuột quá là nhiều. Rất là ok, một cái thiết kế mà mình đánh giá cực kỳ cao. Thì về cái con lăn khi mình sử dụng thì nó cũng khá là bình thường thôi, có cái cao su đệm ở trên này, và đồng thời con lăn này thì mình lăn nó cũng trơn tru, êm ái, mượt mà, nhưng mà nó không có cảm giác tốt như những con lăn, tức là nó không có phân biệt rõ khắc á, cho nên là mình không có cảm giác lăn tốt lắm. Bù lại thì chúng ta sẽ có hai cái nút chuột trái phải này sẽ là thiết kế theo kiểu silent. Đây mình thử bấm cho các bạn nghe nha. Đây là con chuột bình thường này. Đó, và đây là con chuột silent. Đấy, khi các bạn bấm thì các bạn hầu như không nghe thấy tiếng gì hết. Rất là thích hợp cho những cái bạn nào mà không thích sự ồn ào. Chỉ có những cái nút này thì lâu lâu chúng ta bấm vào đến macro thì nó sẽ có phát ra tiếng thôi. Chứ còn hai cái nút trái phải bấm thường xuyên thì nó là cực kỳ êm luôn. Tiếp theo thì về cái chất liệu build của em này, chúng ta có thể thấy là cái nước sơn của em này không phải là nhựa bóng mà là nhựa nhám. Khi mình cầm lên sờ vào thì nó cảm giác rất là ok, không giống như những con chuột mà kiểu dạng nhựa bóng thì mình cầm lên thì nó có cảm giác trơn trơn, nhưng mà con này thì nó nhám, cầm rất là ôm tay và nó cảm giác như là nó bám tay rất là nhiều. Đó. Nói chung về cái cảm giác của con này cầm thì mình thấy là nếu bạn nào mà sử dụng chuột to quen rồi á, thì cầm sẽ rất là ok. Còn nếu mà các bạn sử dụng những con chuột nhỏ thì các bạn phải cần có một thời gian khoảng tầm 2 đến 3 ngày để mà làm quen được cái layout này. Kể cả những cái nút này thì mình cầm lên nó cũng không có bị bấm nhầm nhé. Đây, rất là khó để mà bấm nhầm được vào những cái nút này. Ngón tay cái thì để cực kỳ là thuận lợi luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói thêm một chút về cái dây. Cái dây thì em này cũng là dây dù bình thường thôi, làm khá là dày. Tuy nhiên thì con này nó không có mạ vàng ở cái đầu USB. Cái đấy thì cũng không quan trọng lắm. Vẫn có cục chống nhiễu. Dây này của nó thì dài khoảng tầm 1,8 m. Đấy. Như ban đầu mình nói thì nó sẽ còn có thêm hai phiên bản nữa. Đó là phiên bản màu đen đây. Và một phiên bản nữa là phiên bản màu xanh biển. Đó. Ba phiên bản này đều nhìn rất là đẹp. Mình đặc biệt thích ở cái phiên bản đó là phiên bản màu xanh và màu trắng kết hợp. Nhìn khá là giống với một em robot nổi tiếng nào đúng không? Các bạn cũng đoán ra được rồi đúng không? Về màu đen thì nhìn nó cực kỳ hầm hố luôn. Đó. Về cái màu đen này thì dành cho những bạn nào mà thích tông màu tối, đó, xám tối thì nó sẽ khá là ok. Về cái màu vàng này các bạn nhìn thì các bạn cũng sẽ nhớ ngay đến một em robot khá là đình đám. Các bạn chắc cũng biết rồi đúng không? Ok, chúng ta sẽ chuyển sang cái phần đó là phần LED của em này nhé. Đây là con chuột sau khi mình cắm LED vào. Cái LED của nó thì sẽ là chạy dài từ ở phía bên này, chạy vòng vào bên đây. Cả con lăn của nó cũng sẽ làm trong suốt cho LED xuyên qua luôn. Nhìn rất là đẹp. Hiện tại thì do mình đang bật đèn rất là nhiều trong phòng, cho nên là các bạn nhìn thấy nó không được rõ ràng cái phần LED lắm. Để mình tắt bớt đèn đi nhé. Ok, thì đây là mình đã tắt bớt đèn ở trong phòng rồi. Và như các bạn thấy con này lên LED cũng rất là sáng. Ở phía trước thì chúng ta vẫn thấy có đèn LED xuyên ra phía trước luôn. Khi mà LED sáng thì nó rọi xuống dưới bàn, nhìn cũng rất là đẹp. Đó. Về các cái phiên bản thì phiên bản màu trắng này thì mình thấy LED lên là đẹp nhất. Và nó có kết hợp giữa màu đỏ, màu trắng, màu xanh, nhìn rất là hài hòa. Và nếu như muốn chỉnh LED thì chúng ta có thể bấm cái nút bên tay phải này. Đó. Để chúng ta có thể chỉnh LED hoặc là chúng ta có thể đổi sang các cái nút khác cũng được, tùy mình. Nói chung là chỉnh LED khá là đơn giản. Đấy, nó có rất là nhiều chế độ. Và nếu như muốn thì chúng ta có thể cài thêm các cái phần mềm để mà chỉnh đèn LED của em này nữa. Cực kỳ nhiều chế độ luôn. Về dưới này chúng ta nếu mà chúng ta gạt công tắc lên off thì nó sẽ lập tức tắt LED nếu như các bạn không thích màu mè. Ngoài ra về cái chế độ LED của em này còn có một chế độ khá là hay, đó là chế độ LED nháy theo nhạc nữa. Bây giờ mình sẽ thử bật cho các bạn xem nhé. Và cái màn test LED theo nhạc này cũng là cái màn kết thúc lại cái việc review của em này. Giá của em này hiện tại bên mình đang bán chỉ giá khoảng tầm 300.000 thôi. Một cái giá rất là ngon cho một em chuột có nhiều chức năng như thế này. Và có LED lũng, thiết kế cũng đẹp nữa. Nếu như mà các bạn muốn tham khảo các cái thông tin chi tiết cũng như giá bán sản phẩm thì các bạn có thể click vào link ở phần mô tả nhé. Còn nếu như anh em có ý kiến gì về em chuột này thì hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh BossGear. Bye bye! I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano.